Em Hoài xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị cũng như các anh chị em đang theo dõi cái video của em Hoài. Thì hôm nay á, em Hoài muốn giới thiệu đến cho tất cả nhà mình một cái dòng sản phẩm mà em Hoài đang phân phối trên thị trường. Thì đây là dòng sản phẩm Life Beauty, là một dòng sản phẩm viên uống trắng da toàn thân. Đó, và cái tác dụng rất là tuyệt vời của nó đó là gì ạ? Làm sáng da tự nhiên bởi các thành phần thảo dược. Đó, và mờ lám, giảm lếp nhăn. Và đồng thời là gì ạ? Những người mà có những cái triệu chứng ví dụ như là mất ngủ, đó, những triệu chứng như là rụng tóc. Và phụ nữ thì thường sao ạ? Chúng ta đối với nữ giới ấy, rất là nhiều những biểu hiện ví dụ như da bị khô, đúng không ạ? Da lám, da sạm, da không đều màu, đó, xuất hiện nhiều nếp nhăn trên da. Đó, rồi là gì ạ? Độ tuổi của chị em phụ nữ chúng ta là ngoài 30 năm tuổi trở ra thì dẫn đến là gì ạ? Da bị não hóa. Đó, da bị não hóa thì để lại tổn thương trên da đó là lám, sạm. Rất là nhiều nám đúng không ạ? Thì để chúng ta phục hồi được, đó, để chúng ta phục hồi được, để hỗ trợ cho da của chúng ta tái tạo lại, có thêm cái sự đàn hồi đúng không ạ? Giảm cái lớp nhăn trên da và giúp da của chúng ta sáng tự nhiên. Đó, thì anh chị em hãy quan tâm đến cái dòng sản phẩm Life Beauty này nhé. Đây là một cái dòng sản phẩm được chứa một cái thành phần nano glutathione rất là an toàn cho cơ thể của chúng ta, và kèm theo một cái thành phần nữa đó là nano curcumin. Đây là một cái thành phần mà gì ạ? Dễ dàng tan trong nước và dễ dàng đi vào đường máu. Với cái dòng sản phẩm này, nó tiếp cận đến từng tế bào trên cơ thể của chúng ta, giúp gì ạ? Giúp thúc đẩy cái quá trình làm sáng da tự nhiên và hỗ trợ nội tiết tố của chị em phụ nữ chúng ta rất là tốt. Đó, thì đây là một cái dòng sản phẩm được các nhà khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam chúng ta nghiên cứu thành công. Và đây là một cái dòng sản phẩm rất là phù hợp cho người Việt của chúng ta. Thì em Hoài sẽ, trước tiên em Hoài sẽ mở cái hộp này ra. Anh chị em sẽ để ý lên đây cho em Hoài nhé. Đây là một cái dòng sản phẩm mà đã được đạt chứng chỉ của FDA của Hoa Kỳ, chứng nhận đây là một cái dòng sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Đó, nên là chúng ta sử dụng vô cùng là an tâm. Và bản thân em Hoài cũng là người đã đang trải nghiệm sản phẩm này rồi. Và trên mỗi một hộp chúng ta sẽ có một cái tem an ninh. Em Hoài sẽ bóc một cái hộp mới luôn để chúng ta khám phá với cái dòng sản phẩm này nhé. Nó là một cái dòng sản phẩm đang rất là đình đám trên thị trường. Đây ạ, đây là một cái phía bảo hành sản phẩm. Đó, nếu mà chúng ta phát hiện ra một cái sản phẩm không an toàn thì chúng ta sẽ dùng cái phiếu này để lĩnh về bao nhiêu ạ? 10 triệu, đúng không ạ? Cam kết hàng chính hãng không chất độc hại. Đó, và kèm theo một cái giấy hướng dẫn sử dụng và các thành phần được ghi ở trong cái tờ giấy này. Và chúng ta nhìn lên đây nhé, có đẹp không ạ? Rất là sang trọng đúng không ạ? Mỗi một nọ sẽ được đóng trên một cái hộp như thế này. Và nọ đây là không phải là lọ nhựa đâu ạ, lọ thủy tinh. Đây là lọ thủy tinh. Đó, và chúng ta thấy không ạ? Có một cái tem đảm bảo ở đây. Và em Hoài sẽ mở ra nhé. Đây ạ, nó còn có một cái lớp bạc ở bên ngoài nữa. Trong mỗi một cái lọ như này là có 30 viên. Có 30 viên. Nếu mà chúng ta mới dùng, chúng ta dùng liều tấn công nhanh hơn ấy, để nhanh có cảm nhận, nhanh có sự chuyển hóa, thì mà chúng ta uống một ngày 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên. Và sau khi mà cảm thấy sức khỏe cái đạt kết quả rồi thì anh chị em chúng ta hãy dùng duy trì là một ngày 1 viên. Đây ạ. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây là viên nén, rất là dễ uống, không to quá. Đó. Đó, thì em Hoài đang ở thị trường Bắc Giang, rất là mong muốn là tìm kiếm đối tác cũng như là chị em cộng tác viên. Và rất mong muốn là chia sẻ đến cho cộng đồng. Chúng ta hãy quan tâm đến cái sản phẩm này, sản phẩm Life Beauty trắng da toàn thân này. Chúng ta hãy yêu bản thân đúng không ạ? Hãy yêu bản thân, hãy yêu sức khỏe của chính mình thì chúng ta mới yêu được người thân của mình, những người mà chúng ta mong muốn được quan tâm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của em Hoài. Xin cảm ơn. À, còn một chút xíu nữa mà em Hoài quên mất, em Hoài mình đây. Đó, thì cái số hàng mà em Hoài vừa mới nhập về, hôm nay là ngày 17 tháng 12, cũng giáp Tết rồi. Nhưng em Hoài vẫn là lấy thêm một lô hàng nữa để về trả cho chị em đã đặt hàng trước mà em Hoài hết hàng. Đó, thì còn chị em nào mà quan tâm sản phẩm này, cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ với em Hoài nhé. Hoặc nếu mà đăng ký ủng hộ em Hoài thì hãy inbox cho em Hoài ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.